Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 5 máy cà da chết được phái đẹp sử dụng nhiều nhất. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy cà da chết Water Peeling Beauty Inus. Sản phẩm sở hữu các tính năng tốt cho việc chăm sóc da, máy sủi da Beauty Inus Water Peeling được rất nhiều người tin dùng và sử dụng và là một trong những sản phẩm bán chạy trên thị trường. Máy có thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng, với tông màu xanh da trời tươi mát, tạo cảm giác vô cùng tinh tế, hiện đại. Ưu điểm: làm sạch da, bụi bẩn, chất nhờn, mụn đầu đen, mụn cám và tẩy sạch tế bào chết còn sót lại sâu bên trong làn da. Chức năng điện ion giúp đưa dưỡng chất vào sâu trong da. Chức năng lifting có tác dụng nâng cơ, chống chảy xệ, mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi của da, đem lại làn da khỏe mạnh, mịn màng, sạch đẹp và thu nhỏ lỗ chân lông. Giá tham khảo 570.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là máy sủi da Ultrasonic Server. Ultrasonic Server là dòng máy sủi da chết có cách ion thẩm thấu giúp bạn có được làn da sạch, khỏe và giúp đưa các dưỡng chất vào sâu bên trong da. Máy có thiết kế nhỏ gọn, với 3 màu sắc để lựa chọn, máy giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn, không bị trơn trượt và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Máy còn được trang bị miếng silicon hai mặt mềm mại, hạn chế tối đa tình trạng đau rát cho người dùng. Ưu điểm: loại bỏ những tế bào chết thô cứng, khử độc tố cho da, đánh bay những bụi bẩn, dầu nhờn tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông, tăng khả năng tái tạo collagen, tăng tuần hoàn máu, giúp tăng khả năng thẩm thấu các dưỡng chất vào sâu bên trong da, làm giảm hắc tố melanin, giúp làm sáng da an toàn, hỗ trợ trị mụn, ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây mụn, cải thiện các nếp nhăn sâu và tăng độ đàn hồi của da. Khi sử dụng máy sủi da Ultrasonic Server, bạn sẽ thấy có một ít chất lỏng màu bùn mỗi lần sủi da, đó chính là tế bào chết và chất bẩn được đào thải ra khỏi da. Bạn sẽ cảm nhận được làn da trở nên mềm mịn, thông thoáng thay vì sưng đỏ, đau rát như khi nặn mụn. Máy sủi da Ultrasonic Server còn được trang bị 3 chức năng: cleansing, chức năng làm sạch, làm mềm lớp sừng, tế bào chết và dầu thừa, bụi bẩn trên da. Moisturizing, chức năng nuôi dưỡng, làm sáng da, giúp các dưỡng chất được hấp thụ vào da nhanh. Lifting, chức năng làm săn chắc và chống lão hóa, tăng độ đàn hồi cho da. Giá tham khảo 450.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là máy tẩy tế bào chết Care In sóng siêu âm EMS. Máy tẩy tế bào chết và nâng cơ Dr. Glad ULTZAS 2.0 sẽ giúp bạn loại bỏ bụi bẩn, cặn trang điểm sạch sâu, thông thoáng và an toàn. Với 4 công nghệ hiện đại, Ultrasonic EMS Ion, ánh sáng trong một chiếc máy với thiết kế nhỏ gọn, thông minh và hiệu quả. Bên cạnh đó, máy có nhiều tính năng: tẩy tế bào chết, thanh lọc sâu lỗ chân lông, đẩy tinh chất, làm dịu và phục hồi da, nâng cơ và trẻ hóa da, mang đến cho bạn một làn da chắc khỏe, mịn màng và căng tràn sức sống. Công dụng: Ion dương làm sạch da, thông thoáng lỗ chân lông. Ion âm đưa dưỡng chất vào sâu trong lớp biểu bì giúp trẻ hóa làn da. Sóng âm Ultrasonic giúp loại bỏ bụi bẩn và tẩy sạch tế bào chết, an toàn, không bào mòn và làm mỏng da. Ánh sáng photon có tác dụng làm dịu da, lành vết thương, điều trị mụn, kích thích sản sinh collagen, tăng cường lưu thông máu, tái tạo da. Dòng điện EMS kết hợp với kem massage nâng cơ săn chắc để tăng độ đàn hồi cho da. Giá tham khảo 1.380.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là máy tẩy tế bào chết Care In sóng siêu âm EMS. Máy tẩy tế bào chết Care In có khả năng tẩy tế bào chết bằng sóng siêu âm EMS. Có sóng siêu âm làm sạch từ sâu bên trong da, giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da và cải thiện khả năng trao đổi chất. Máy có thiết kế nhỏ gọn và di động, thân máy tròn, độc đáo, cảm giác cầm tay thoải mái và dễ thao tác, pin sạc bên trong, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm được trang bị nắp che bụi để bảo vệ đầu kim loại nhằm để sử dụng lâu hơn và vệ sinh hơn. Công dụng: với dòng điện cực nhỏ, EMS có tác dụng nâng cơ và làm săn chắc da hiệu quả, làm giảm các vấn đề về da như mụn đầu đen cứng đầu, mụn trứng cá và lỗ chân lông to. Công nghệ dung tần số cao đánh tan những tế bào chết cứng đầu và làm sạch lỗ chân lông. Máy dễ thao tác với mặt hình dao cong ôm sát cánh mũi và các bộ phận trên gương mặt. Giá tham khảo 245.000 đồng. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy rửa mặt tẩy tế bào chết AOBEZST. Máy rửa mặt tẩy tế bào chết AOBEZST sử dụng công nghệ microdermabrasion mài mòn bề mặt da để tái tạo da mới, sẽ đem lại hiệu quả cao, không làm tổn thương và kích ứng da, kể cả những làn da nhạy cảm. Thiết kế máy dạng mỏng và phẳng, máy sủi da có thể mang lại hiệu quả cao ở những vùng da có góc cạnh thường bị tắc nghẽn lỗ chân lông như khóe mũi, những vùng da phẳng như trán, gò má hay cằm. Công dụng: giúp làm mờ các nếp nhăn, làm săn chắc và tăng độ đàn hồi của da, thu nhỏ lỗ chân lông, hỗ trợ làm sạch mụn đầu đen sau khi mở lỗ chân lông. Sản phẩm máy rửa mặt tẩy tế bào chết AOBEZST chỉ phát huy tác dụng tốt trên bề mặt da trơn và có nước. Bạn có thể dùng toner hoặc là rửa mặt bằng nước trước khi sử dụng sản phẩm này để đem lại hiệu quả cao. Giá tham khảo 465.000 đồng. Và vừa rồi là top 5 máy cày da chết loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc máy cày da chết phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.